Vui được chào mừng chị Nguyễn Văn Loan và chị Hà ở tên Hà Nội xuống với lại chẳng may Tiến Phương. Đây nhá, bây giờ chị hỏi một tí này. Dạ, vâng. Chị hỏi một tí là ở đây là mình chuyên về hàng gì em? Dạ em chuyên về áo polo, áo thun, t-shirt ạ. Vâng. Thì là nhà em chuyên mảng đồng phục và tất cả các hàng. Những hàng online ok đúng không? Vâng ạ. Chạy cho các bạn chạy online, kinh doanh online ạ. Vâng. Thì em có thể mở ra cho các cái bạn xem được không? Dạ vâng, đây em lấy cái hàng này ạ. Đây là một cái mẫu polo đồng phục của em ạ. Đây là polo đồng phục. Dạ vâng. Em mở cho các bạn, em có thể cho các bạn xem. Em có thể quay gần hơn cho cái đường kim mũi chỉ cho các bạn xem. Đây là những cái mặt hàng tại xưởng của bạn Tiến làm này. Đây là hàng đồng phục ạ. Rất đẹp ạ. Bạn ấy cũng may khá là kỹ, hàng đồng phục này là hàng đẹp. Ủa thế cái giá có đắt không em? Dạ cái giá thì nó tiền trở lên thì mình làm dao động thì chỉ khoảng từ 85.000 cho đến 125-135.000 thôi ạ. Tùy vào từng mặt hàng và chất liệu và số lượng. Vâng. Số lượng. Vâng. Tức là từ khoảng 85.000. Vâng. Thế số lượng thì bao nhiêu số lượng thì em làm được? Thì thực ra thì tùy thuộc vào ví dụ như cái hàng mà mọi người mà không yêu cầu mà nó về cái thiết kế nó quá kỹ ấy, thì em có thể làm được số lượng từ 5 đến 10 chiếc trở nên là em cũng đã có được cung cấp được hàng cho mọi người rồi. Vâng, 5 đến 10 chiếc không? Vâng. Thế này thì kênh online thoải mái nhá. Vâng. Nhưng mà mình có hàng sẵn không? Dạ em có. Bạn ấy có cả hàng sẵn. May đồng phục mà có cả hình thêu như này ấy. Vâng. Thì là bao nhiêu? Số lượng nó phải lớn hơn. Vâng, nó phải lớn từ 30 trở lên là em có thể làm được. Vâng. 30 50 là các bạn có thể làm những cái hàng mà nó có thương hiệu như này này. Đây là hàng thương hiệu của bạn Loan. Đấy. Các bạn có thể thêu như này. Đấy. Vâng. Đó. Hoàn toàn các bạn có thể thêu theo yêu cầu của mình. Hàng cũng theo cái thiết kế của mình mong muốn. Ok. Thời gian trả hàng của em thì là trong bao lâu? Dạ, thời gian trả hàng của em là rất nhanh, từ ngày mình đặt hàng cho đến chốt đơn hàng cho đến thời gian trả hàng, tùy thuộc vào số lượng thì em có thể từ 3 đến 5 ngày này em đã có thể trả hàng được rồi. Từ vâng. 3 đến 5 ngày. Vâng. Quá nhanh, quá tốc độ. Vâng. Khủng khiếp thật đấy. Và số lượng thì lại bắt đầu từ rất là nhỏ. Vâng. Và những cái mặt hàng bạn ấy đưa xỉ thì các bạn chỉ cần lấy khoảng 20 cái. Nếu còn nếu như các bạn mà lấy test thì có thể là 2-3 cái bạn vẫn có thể gửi cho các bạn để các bạn có thể là vâng, test mẫu. Vâng. Đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Ừ. Thì còn các bạn mà kinh doanh online thì có thể chỉ cần đưa hình ảnh thôi. Em có thể ra dập sau đó là chạy theo mẫu được để bắt kịp tiến độ với lại hàng chen được. Nhưng mà ngoài những hàng polo này mình còn mặt hàng gì nữa không? Em thì thế mạnh của em là polo với lại những cái chiếc áo mà như em đang mặc này cũng là áo thun. Tại xưởng em rồi. Vâng, mấy quần sóc. Quần sóc của mình là quần sóc gió hay là vẫn là hàng dệt kim? Hàng dệt kim hoặc hàng kaki em đều làm được. Cả hàng kaki. Vâng. Đó. Thiệu xem ở đây mình là cái xưởng mình đang ở đâu? Dạ, xưởng em là địa chỉ tại Giang Biên, Vĩnh Bảo, Hải Phòng ạ. Nhưng nếu như này thì khách hàng Hà Nội có xuống đây đặt được không em? Dạ, làm thoải mái ạ, tại vì nhà em cũng toàn làm hàng cho khách Hà Nội thôi. Ví dụ cái Polygon này là Polygon. Vâng, của Hà Nội đấy ạ. Vâng. Tức là hoàn toàn các bạn ở Hà Nội nhá và các tỉnh lân cận ở Hải Phòng vẫn hoàn toàn có thể đặt bạn được với một cái mức giá rất là hợp lý. Và làm được hàng xuất đấy. Đây là những cái mặt hàng xuất này. Xuất Hàn đấy ạ. Đây là polo để xuất Hàn Quốc đấy ạ. Đây là những cái mẫu polo xuất Hàn Quốc bạn ấy làm. Vâng. Chưa hoàn thiện. Hoàn toàn các bạn có thể là đi đến những cái xưởng như thế này. Các bạn làm kênh online, các bạn ở xa đi chăng nữa, các bạn hoàn toàn bạn vẫn có thể đặt được. Vì lý do là bạn ấy sản xuất rất là nhanh. Vâng. Và khách của bạn ấy cũng đa phần là khách trên Hà Nội, nên là cũng không có vấn đề gì cả. Và số lượng hoàn toàn hỗ trợ, số lượng ít. Và em có một cái cam kết với mọi người là khi mà mọi người đặt hàng của em ấy, có xảy ra cái vấn đề gì về lỗi hay là gì thì em có thể, ví dụ như khi hàng đã lên đến tận Hà Nội rồi thì em cũng có thể lên tận Hà Nội để mang cái hàng của mình xảy ra cái vấn đề, em có thể khắc phục cái lỗi của mình. Khi mà cái lỗi không thuộc về em nhưng mà của khách hàng đi chăng nữa thì em vẫn hỗ trợ để khắc phục cái mặt hàng đó để cho các bạn đi bán chứ không bao giờ. Vâng. Tức là bạn ý cam kết với các bạn là nếu như hàng lỗi thì kể các bạn ở trên Hà Nội các bạn ý tự chịu trách nhiệm vấn đề liên quan sửa hàng. Vấn đề ở đây là thường ấy là khách hàng người ta rất là lo lắng cái việc là những cái xưởng may nhỏ như bọn em là không có hợp đồng.
bạn mong muốn có hợp đồng thì em có dám làm hợp đồng với các bạn không? Dạ có chứ ạ, em vẫn làm hợp đồng bình thường ạ. Vâng ạ, làm hợp đồng bình thường. Okay. Em làm hợp đồng và làm cam kết luôn ạ. Ai làm hợp đồng cam kết. Nhưng nhớ một cái là để mà hai bên đều ok với nhau thì mọi người cần phải duyệt nhau bằng mẫu nhé. Vâng. Được gọi là cái mẫu cuối cùng của mọi người ký và phải có ký lên trên sản phẩm. Dạ, vâng. Bởi vì tiền nào của đấy, giá cả hợp lý thì cái chất lượng nó sẽ phù hợp với nó. Vâng. Nhưng đổi ngược lại là bạn ấy ra tốc độ rất là nhanh. Vâng. Và cái đường may của bạn ấy cũng khá là ok. Nếu để các bạn làm kênh online, cái mức độ phân khúc hàng chung kỹ thì tôi nghĩ đây cũng là một sự lựa chọn rất là ok. Và Loan thì đi review cũng rất là nhiều xưởng may để các bạn có thể là có nhiều hơn cái sự lựa chọn cho cái nguồn hàng của mình. Và bạn Tiến ở đây thì toàn bộ khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận có thể là đặt bạn ấy ở đây, vì là tuy bạn ở Hải Phòng nhưng mà bạn sẽ hỗ trợ bạn vấn đề liên quan đến vận chuyển giao hàng, thứ nó cũng rất là tiện và giá cả lại rất là hợp lý, và quan trọng là tốc độ nhanh và rất là uy tín. Đây. Chúng ta cùng đi vào sâu bên trong của xưởng nhé. Dạ vâng. Xin mời mọi người tham quan xưởng may Tiến Phương ạ. Ông chủ được cái đi nhanh các bạn ạ, đi tốc độ nhanh. Ông chủ cực kỳ dễ tính và siêu nhiệt tình. Đây là mặt hàng của bộ này. Các bạn xem nhé, ở đây bạn ấy có cả quần và áo. Cái vải này không phải dệt kim à? Vâng. Không, bạn ấy may cả hàng dệt thoi các bạn ạ. À. Mà có thể quay vào trong này cho các bạn khán giả được xem này. Có thể xem này. Vải dệt thôi, toàn bộ những hàng bộ đồ bạn ấy vẫn có thể xử lý được. Vâng. Và đường may cũng khá là ok. Có 70 bộ mà 3 màu đấy chị ạ. 70 bộ á? Vâng. Càng test 70 bộ 3 màu. Vâng. Khủng khiếp về số lượng. Đã bảo ở đây có ông chủ gọi là siêu nhiệt tình, dễ tính. Chào các chị em nhá. Polygon của chị. Đây là hàng Polygon của chị Thảo đấy. Vâng. Đây là Polygon. Đồng phục của hàng vâng. Là Polygon. Vâng. Còn bên này đang là hàng gì đấy em? Dạ. Bên này đang hàng. Đây là hàng của các bạn ấy chạy online đấy ạ. À. Vâng. Đây là cái mặt hàng của kênh online các bạn ạ. Đây là hàng Polo chạy online ạ. À. Vâng. Với cái chất lượng này thì mình thấy cũng là ok này. Nhà em cũng có cả QC kiểm hàng và hoàn thiện. QC kiểm hàng và hoàn thiện nữa. Đầy đủ, không thiếu bộ phận gì. Ở đây đính cúc cái thứ là thùa khuyết là mình có sẵn luôn đúng không? Em đầy đủ hết ạ. Ừ. Và máy móc là đầy đủ hết. Bạn ấy đầu tư rất là đầy đủ để giúp cho các bạn có thể là ra hàng theo tiến độ và chất lượng các bạn mọi người mong muốn. Ở thì xưởng của em là trước đây đầu tư làm hàng dạ với hàng vét nên là nó tương đối. Các bạn liên hệ với Tiến thì hãy để cho Lan comment ở bên dưới nhé. Lan sẽ kết nối cho các bạn với xưởng may trực tiếp để các bạn có một cái giá cả hợp lý. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.